lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xa xa lời rơi. Dạ cảm ơn. Bài này nghe máu quá đúng không ạ? 18 năm rồi nghe là vẫn máu như ngày đầu đúng không? Dạ hả? Cô giấu nước mắt tìm đường vượt biên qua nước ngoài phải không? Chia tay chia tay người yêu là tìm đường đi luôn hả? Dạ. Vâng, rất là cảm xúc. Không biết như thế nào phải nói nữa là mỗi lần Phúc hát bài này trên sân khấu là đều có mỗi cảm xúc rất là đặc biệt cho ca khúc này. Phúc nghĩ là chắc đó là lý do mà ca khúc này nó thành công, mà nó đã đưa tên tuổi của Phúc đến gần hơn với tất cả quý vị. Đảo á. Thực sự là bài này hát lúc nào cũng đã hết á. Và đã nhất là được hát chung với lại band live như thế này. Và xin tất cả các bạn hãy dành một tràng tay thật lớn cho anh em ban nhạc đi ạ. Chính xác là trên sân khấu mà hát chung với lại anh em ban nhạc và đánh live như thế này thì chắc chắn là rất là máu lửa hơn rất là nhiều. Nó mang lại một cảm xúc khác, một cái không khí khác mà tất cả quý vị đã từng nghe một cái bản beat quen thuộc của Phúc lúc nào cũng như thế đúng không ạ? Thế thì tiếp theo sau đây cũng sẽ là một ca khúc mà buông đôi tay nhau ra hay là buông tay lặng im. Tôi đi tìm tôi.